Vào chiều ngày 15 tháng 7, nhà trường đã tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo giáo viên tiếng Hàn bậc phổ thông năm 2022 dành cho những học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo vừa qua. Với sự tài trợ của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Khoa Hàn Quốc học và Khoa Giáo dục học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo lần thứ hai, được khai giảng vào tháng 7 năm 2022. Ngoài việc giúp cho các học viên tăng cường, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về giảng dạy tiếng Hàn, khóa học còn nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp, đặc biệt là giáo viên giảng dạy tiếng Hàn ở bậc phổ thông. Tại lễ bế giảng, đại diện nhà trường đã trao chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Hàn cho giáo viên bậc phổ thông cho 38 học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo giáo viên tiếng Hàn bậc phổ thông năm 2022, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm xúc vẫn còn rất là bồi hồi khi nhớ lại khoảng thời gian mà mình đã học tập và rèn luyện trong suốt hơn một năm qua. Từ những ngày đầu nộp đơn và chờ đợi kết quả trong sự hồi hộp và lo lắng, đến ngày hôm nay trải qua rất là nhiều những cái khó khăn và những cái thử thách, cũng như là mình có cơ hội học tập và rèn luyện trong một môi trường chuyên nghiệp với những thầy cô gạo cội đầu ngành, mình được cọ sát với những giờ lên lớp thực tế. Từ năm 2021, tiếng Hàn đã được chọn để đưa vào chương trình giáo dục ngoại ngữ bậc phổ thông hệ 10 năm và chính thức trở thành một trong những môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó, khóa đào tạo giáo viên tiếng Hàn bậc phổ thông đóng vai trò quan trọng và cấp bách trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng Hàn chất lượng, dày dặn kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời gian tới.